Tay và em ơi, chị muốn tặng em món quà, không biết làm sao đây. Em cho chị cơ hội để chụp cùng em tấm hình và tặng em món quà này. Và Khương cũng biết sao, mình hát rồi mình trở lại sân khấu rất là ngại à. Nhưng mà chị Vinh có thể là nói đôi lời về chị không được ạ? Xin bác ba hai ca sĩ cũng như khán giả ở bên dưới, mình xin được giới thiệu, mình là Vinh, là người con của xứ Quảng. Vừa làm công tác bên công ty Yến Xào Đất Quảng và làm hợp tác xã Khoai Lang Cà Đỏ. Hôm nay nhân dịp mình được tỉnh mời vào dự cái lễ khai mạc và cũng như cái trưng bày tại Hội An, thì đêm nay mình thật bất ngờ và rất thật sự là cảm xúc vì nghe ca sĩ Tuấn Khương vừa sáng tác một cái bài nhạc mà vừa nghe Tuấn Khương nói là tự Tuấn Khương sáng tác. Cái câu cuối cùng là biết bao giờ miền Trung được bình yên. Tự nhiên tôi khóc mọi người ạ. Tôi cảm thấy tôi nghẹn ngào trong cái lời nói, bởi vì bạn ấy truyền tất cả cảm hứng trong cái câu cuối cùng. Tự nhiên tôi ở quầy dưới rất là xa, nhưng mà tôi nghe được và bắt đầu tôi chạy lên thì không kịp. Cho nên xin phép hai bạn cho mình cái cơ hội để mình trao gửi cái tấm lòng người con Quảng Nam nói riêng và khán giả ở dưới này nói chung. Mình xin được tặng cái món quà tri ân cho hai bạn và bó hoa thấm thiết lòng người của người Quảng Nam, người Hội An Quảng Nam. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin thay mặt tất cả các anh em nghệ sĩ cũng như ban tổ chức trong đêm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cảm ơn chị Vinh, công ty Yến Xào đã hỗ trợ và nên có những đôi lời rất là tình cảm của quê hương đất Quảng của mình. Xin thay mặt tôi là người chịu trách nhiệm chương trình, xin cảm ơn chị Vinh rất nhiều. Xin cho một hỗ trợ pháo tay và bắt tay luôn chị nha. Cảm ơn chị. Bây giờ hai ca sĩ Tuấn Khương và Trịnh Kim Liên chuẩn bị bài hát để tặng cho khán giả cũng như tặng cho công ty Yến Xào của chị Vinh được ạ. Xin phép, hồi nãy giờ mình nói về bạn Tuấn Khương nhiều quá mà giấu cái nỗi niềm, vì là bạn này hát mình không cảm xúc nữa, gà gà, vì bạn hát rất là hay. Bạn đang Trịnh Kim Liên, lần đầu tiên mình nghe bạn ấy hát, vì cái dòng mà nhạc Trịnh Công Sơn là mình rất là ngưỡng mộ và mình là fan hâm mộ của Trịnh Công Sơn. Và hôm nay mình thực sự được nghe cái giọng hát rất là truyền lại, truyền cảm và truyền lửa nữa. Đó là một đêm rất là tuyệt vời mọi người ạ. Vinh cảm ơn nhiều. Dạ, em xin cảm ơn chị. Xin cảm ơn chị đã chia sẻ những cái lời chia sẻ rất là cảm xúc. Cảm ơn chị về tình cảm cho anh Tuấn Khương em và tất cả những anh chị tham gia chương trình. Rất là hạnh mọi người ơi. 1, 2, 3. Dạ hạnh phúc quá. Vinh trao quà cho Tuấn Khương, còn nói một câu nghe muốn đứt ruột đứt gan. Chút nữa hai em về ăn cho khỏe, để sáng bay bay về Sài Gòn cho cho tốt nha em. Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Anh Khương ơi, vậy tính ra hôm nay là cái em biết là sân khấu này diễn ra rất nhiều chương trình rồi, và hôm nay em cũng rất là vui khi được gặp gỡ tất cả anh chị trong chương trình tối đêm nay. Không biết là cái đêm cuối cùng chưa ạ? Chưa phải không anh? Cái này không biết đêm cuối cùng chưa nữa. Nhưng mà đêm này là đêm ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong cái cuộc đời ca hát của em cũng như anh Tuấn Khương phải không ạ? Và tất cả các anh chị được một khán giả yêu thương và dành được tất cả tình cảm của tất cả quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin tri ân tất cả quý vị rất nhiều ạ. Dạ bây giờ thật sự ra là yêu cầu Tuấn Khương